Thưa sư phụ, có Khanh Nguyễn hỏi, anh Kiệt nói về các tôn giáo sẽ quy tụ về đâu? Chúng sanh có thể giải thoát qua phương cách nào? Tất cả các tôn giáo đều thờ Thượng Đế. Những tôn giáo lớn nhất của hành tinh này đó là ông Mohammed Đạo Hồi giáo, là tụi Ả Rập Saudi, rồi Iran, rồi Iraq, rồi thờ Thượng Đế. Cái tôn giáo lớn thứ hai đó là Đạo Công giáo ở bên Tòa Thánh Vatican bên Ý, là cũng thờ Thượng Đế. Rồi kế tiếp là nước Ấn Độ, đủ loại đạo, Ấn Độ có cả ngàn đạo luôn. Nhưng mà cái đạo lớn nhất cũng là Đạo Hồi đó, thờ Thượng Đế. Rồi Ấn Độ giáo, Phạm Thiên cũng thờ Thượng Đế. Rồi chỉ có Đạo Phật thì biết Phật, chưa biết Thượng Đế. Cho nên cuối cùng cha với hội đồng chư Phật với Đức Thầy ngồi họp với nhau ở dưới hồng trần thế gian chúng ta. Bất cứ ai đụng chút chuyện lớn chuyện nhỏ đều cũng kêu trời ơi, vui cũng trời ơi, buồn cũng trời ơi, khổ cũng trách cha kêu cha. Hai chồng đang cười hí vui với nhau, vô phòng the cũng kêu trời ơi em đẹp quá. Cái kiểu nào cũng trời ơi hết. Nghe lúc đó Đức Thầy mới nói, nếu vậy em thì tất cả ai cũng kêu đạo trời thì thôi thiên tâm ra đời khúc giữa. Cứ nghe là đạo Phật được thế giới công nhận là đạo từ bi, không có thánh chiến, không có ôm bom tự sát. Và biết khi mình làm cái gì mình phải biết suy nghĩ nha, cái hậu quả nó sẽ đi về đâu. Giống như mấy con ngồi đây á, biết hậu quả con sẽ đi về đâu, đi về trời đúng không? Còn ngồi mà bàn tính chuyện giống như mấy thằng cướp các sửa cướp nhà băng á, thì nó trước khi nó ngồi nó bàn tính á, nó phải biết cái hậu quả nó sẽ ngồi tù đúng không? Thì mình cũng vậy, mình phải tâm đọc kinh thiên, mình ra hội thiên mà mình biết mình sẽ đi về đâu. Cho nên mình phải biết trước, chứ khi mình đã làm rồi mình đâu có lúc đó lỡ rồi mang tội lại tội thêm. Nhưng mà trong lúc cái đường mình làm sai á, mình quay lại, cha cũng vẫn tha. Có một lần mấy vị cách đây mấy tháng, nói những cái người ăn trên ngồi rồi sân trước sân sau làm chuyện rất là sai trái với nước Việt, thí dụ họ quay đầu rồi làm sao? Nói gì họ quay đầu, họ cũng sẽ được giảm rất là nhiều tội. Nhưng mà có một cái, họ chịu quay hay không? Thì từ đó mấy vị mới đẩy sư phụ lên trên cộng đồng mạng nè, YouTube, mới nói là Thượng Thiên. Thì tới ngày hôm nay cái số mà Thượng Thiên nó cũng có chứ không phải không có. Cái công việc của sư phụ làm để mà loan truyền, để mà truyền tin cho mọi người á, là nó có tác dụng. Tới ngày hôm nay có một chút xíu hiệu quả.